Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin kính chào quý bà con buổi chiều ngày hôm nay, chiều thứ bảy ngày 14 tháng 9 năm 2024. Dạ một lần nữa thì con cũng xin được cảm ơn ông Tà Đen, thần Tà, thổ địa, thổ công, thổ đất cùng các vị thần lại tiếp tục ban phát lộc rất lớn cho tất cả quý bà con. Đặc biệt là những quý bà con đã gọi điện, đã nhắn tin, đã kết bạn vào Zalo nhờ con giúp đỡ, thì con đã giúp cho mọi người lộc chuẩn để bà con chơi, bà con trả bớt nợ nần bớt khó khăn, thì thật sự là con cũng rất là mừng luôn. Kết quả của Đài miền Nam ra thì nhiều bà con gọi đi, bà con nhắn tin, bà con chúc mừng thì con cũng rất là vui thích, và con cũng lên luôn cái video cho mọi người luôn. Còn đây là cái lộc chung mà ngày hôm qua con đã xin cho quý bà con trên cân là lộc con 26 cũng như là con 62 cũng như là ba cần lô, ba cần đề, ba cần sự chủ mà ngày hôm qua con đã xin cho quý bà con trên cân. Thì mời tất cả quý con cùng ngồi lại để mà cùng so sánh với con để xem được mất thành công thất bại như thế nào. Thì kết quả của Đài miền Nam đã xuất hiện rồi, đây tất cả khi con Đài miền Nam xuất hiện rồi thì khá là nhiều bà con gọi đi, bà con nhắn tin thì con cũng rất là mừng rồi, con cũng cảm ơn tất cả khi con đã dành cái tình cảm cho con. Đây kết quả của miền Nam ngày hôm nay, một ngày cuối tuần là có 4 đài lận luôn, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Long An, Bình Phước cũng như là Hậu Giang, đây tất cả khi con. Cái lộc chung mà ngày hôm qua con đã xin cho quý vị con trên cân là lộc 26 cũng như là con 62. Thì ngày hôm nay thì mọi người thật sự là cũng rất là buồn cho quý vị con luôn, quý vị con ạ. 2662 không thành công cho quý vị con thì con cũng rất là buồn. Cũng như là cái thời gian thì ngày hôm nay là 17 giờ 25 phút với quý vị con, 17 giờ 25 phút đây mọi người, thật sự là cũng rất buồn cho quý vị con luôn. Thì cũng tới kết quả của đài miền Trung á, thì con cũng sẽ lên và cũng sẽ so sánh cho mọi người luôn, được mất thành công thất bại như thế nào thì con cũng sẽ lên cho mọi người. Đây tất cả quý con này, đây tất cả quý con, đây là kết quả của đài miền Trung cũng đang sổ ra cho mọi người. Đây tất cả quý con miền Trung, đây mọi người miền Trung ngày hôm nay là có 3 đài lận, Đà Nẵng, Quảng Ngãi cũng như là đài Đắk Nông, thì kết quả cũng đang sổ ra đây mọi người ạ. Thì ngày hôm qua con xin cho mọi người cái lộc 62 cũng như là con 26 thì chút nữa con sẽ so sánh cho mọi người. Còn rất là nhiều bà con là chơi trong cái Zalo của con á, thì con cũng đều công khai, đều minh bạch cho tất cả quý con được mất thành công thất bại, thì bà con xin thì con cho mọi người luôn, cho tất cả mọi người. Đây là những quý bà con đã xin cái lễ cái lộc trong cái Zalo của con thì con cũng công khai cho mọi người. Cũng như là cái thời gian là 17 giờ 26 phút quý con, 17 giờ 26 phút thì miền Trung có 3 đài, thì mọi người xin đài nào thì con cho mọi người cái lộc của đài đó. Đây mọi người này, con gửi lễ nha cậu này, đài miền Trung ngày 14 tháng 9 năm ngày 14 tháng 9 nha cậu này, con xin lộc Đà Nẵng này, lúc 10 mọi người đây mọi người 15 giờ 40 này. Thì con cũng nhắn là đã nhận lễ cả nhà này, cả nhà chờ chút con gửi lộc số đây mọi người này. Thì mọi người cảm ơn cậu này, con chơi mấy kênh kia mà thua quá, con theo dõi kênh cậu mấy hôm nay rồi, hôm nay con mới dám vào, cậu giúp con nhé cậu này. Đây đây là những cái kết quả con xin cho mọi người, thì thành công thất bại hay như thế nào thì con cũng đều công khai cho mọi người luôn. Thì miền Trung ngày hôm nay nó đang sổ ra đây tất cả với con, cũng như là thời gian là 17 giờ 27 đấy mọi người. Thì con cũng gửi cho mọi người là con lô 02, nó vừa ra luôn với con, nó vừa về luôn con 02 cho mọi người này, nó vừa về luôn 02, tuyệt vời với quý con chưa, nó vừa về luôn con 02 cho mọi người đây tất cả với con, 02 nó vừa về luôn này. Cũng như là con ghép cho mọi người, con xin cái lộc là 02 và con 12. 02 và 12 cũng về luôn cho tất cả con 12 có 12 sớm cho mọi người. Còn 02 nó vừa về luôn cho tất cả con, 02 nó vừa về luôn cho mọi người nè. Tuyệt vời cho tất cả quý con chưa? Và đặc biệt là quý bà con chơi được 3 cần lô là 602 mọi người, 602 đây mọi người, 602 cũng có luôn 3 cần lô của đài miền Trung ngày hôm nay. Đài Đà Nẵng đây tất cả con, Đà Nẵng cho mọi người đây. Đài Đà Nẵng đây mọi người, tuyệt vời cho tất cả các con rồi. Còn về phần đầu đuôi á, thì con cũng xin cho mọi người là 4 số. Đây mọi người, đầu đuôi là 4 số này, 19 cũng như là 38, 54 cũng như là 65. Thì ngày hôm nay con 65 của Đà Nẵng thành công đầu tiên luôn với con, thành công đầu tiên luôn, mừng quá là mừng luôn với con. Thành công đầu tiên là con đầu 65, thành công đầu tiên cho mọi người là có con 65 cho mọi người rồi, tuyệt vời. Còn cân đuôi nữa quý con, còn con đuôi thì con cũng sẽ so sánh cho tất cả con được mất thành công thất bại, con cũng công khai cũng minh bạch cho mọi người.
Cũng như cái thời gian con cũng công khai cho mọi người là 17 giờ 28 phút để tất cả con. Thì con cũng xin chúc mừng tất cả con, như vậy là thành công được cặp lô, cũng như là cặp đá, cũng như là ba càng lô đều thành công rực rỡ cho tất cả quý con rồi. Con xin chúc mừng tất cả quý con. Khi bà con là thật sự cần thiết thì bà con cứ liên hệ nhắn tiền cho con, thì con cũng giúp cho mọi người đúng đài đúng miền cũng như là đúng khối cho quý bà con chơi nó an toàn, nó chất lượng quý bà con. Đây mọi người, con 38 cũng thành công luôn quý con, cũng thành công con 38 cho mọi người, thật tuyệt vời luôn quý con, cũng thành công là con 38 đi tất cả con, thành công con 38 cho mọi người luôn, quá là tuyệt vời luôn mọi người. Đây con 38 là con đuôi mọi người, con 38 này đầu đuôi là con 19 38, thành công con 38 cho mọi người này, cũng là con 65 cũng thành công của Đà Nẵng, con 65 cho mọi người, và ba càng lô cũng thành công luôn để tất cả con này. Cảm ơn cậu này, lộc cát nha cậu này, con xa bờ lắm rồi, giờ chỉ có cậu giúp được con thôi, con trông trông chờ vào cậu hết nè. Thì con cũng nhắn mọi người lộc chuẩn cả nhà vào đều tay, thì đây tất cả con, đây là cái lộc chuẩn mà con đã xin cho quý bà con. Con xin chúc mừng tất cả quý con, lộc chuẩn để bà con chơi, bà con trả bất nợ nần bất khó khăn. Thì hiện tại rất là nhiều bà con chơi những cái kênh không uy tín, cũng như là những cái kênh mà không được cho lộc, không được chuẩn xác, thì bà con chơi bà con xa bờ rất là nhiều. Thì bà con nào thật sự cần thiết là bà con cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cũng như là qua cái Zalo của con thì tất cả con. Đây là cái số điện thoại của con là 08 0876 6617 và 819 là cái số điện thoại của con. Còn bà con mà kết bạn với Zalo của con á, thì bà con hãy quét cái mã đằng sau này quý con. Bà con quét cái mã đằng sau này là cái Zalo của con này quý con. Cái mã này bà con quét một cái là sẽ vào Zalo của con luôn. Cho nên là bà con chơi nó rất là an toàn, an tâm cho quý con luôn. Đúng đài, đúng miền cũng như đúng số Zalo cho mọi người. Con xin chúc mừng tất cả quý con. Bà con thật sự cần thiết thì bà con cứ liên hệ con hoặc là nhắn tin là con dẫn mọi người vào trong Zalo 0876617 cũng như là 819 để bà con chơi nó an toàn, nó chất lượng. Như vậy là ngày hôm nay đã tất cả con lục chuẩn cho mọi người chơi rồi, rất là an toàn, an tâm cho mọi người luôn. Thật sự là mừng, quá là mừng luôn quý con. 602 là ba càng lô quý con, 602 là ba càng lô, ba càng lô con xin cho mọi người đây, mọi người ba càng lô của đài Đà Nẵng đi quý con, tuyệt vời luôn. Tại 17 giờ 30 phút đi quý con, 17 giờ 30 phút, thật sự là quá là mừng luôn quý con. Thật sự là kết quả ra thì con cũng rất là mừng luôn. Xin chúc mừng tất cả con, đầu đuôi ngày hôm nay cũng thành công luôn, đầu đuôi cũng thành công luôn, đầu đuôi 65 56 cũng thành được công luôn cho mọi người. Nó bị nhảy một chút rồi quý con, nó bị nhảy một chút rồi, đây đây nó bị nhảy một chút rồi, sao để con tua lại cho mọi người. Đây thành công luôn cho mọi người, rực rỡ cho tất cả con, xin chúc mừng tất cả con. 602 thành công, 602 cho mọi người, cũng như là đầu đuôi thành công luôn, đầu đuôi thành công luôn. Con nói mọi người rồi, đầu đuôi đều thành công cho mọi người luôn, rất tuyệt vời luôn quý con, rất tuyệt vời luôn. Còn kết quả của trên cân á, cái cân ngày hôm qua con xin cho mọi người là 2662, 2662 thì ngày hôm nay thì tất cả con 2662 ngày hôm nay có 26 của Quảng Ngãi về cho mọi người này, của đài Quảng Ngãi thành công luôn tất cả con này, cũng là về luôn của đài Đắk Nông này, Đắk Nông cũng có con 26 luôn, 62, như vậy là 62 xin lỗi, 26 về được 2 lô cho mọi người của hai đài cho mọi người, Quảng Ngãi cũng như là Đắk Nông cho mọi người rồi, rất là tuyệt vời cho tất cả con. Con xin chúc mừng tất cả các con, như vậy là tuyệt vời cho mọi người rồi, của miền Trung đã thành công cho mọi người. Cũng như là nếu mà bà con chơi, để con xem mọi người ba càng siêu chủ ngày hôm nay thì thật sự là không thành công như quý con ba càng siêu chủ là cho mọi người ngày hôm nay, như vậy là không thành công được ba càng siêu chủ cho mọi người rồi quý con. Như vậy là an trô cho mọi người của đài miền Trung cho mọi người, cũng được cỡ cho mọi người rồi. Còn miền Nam thì ngày hôm nay trên cân thì không được may mắn cho lắm, cho con cũng xin lỗi tất cả con, ngày hôm nay trên cân thì không được may mắn cho mọi người của đài miền Nam, để con sẽ thắng lại cho mọi người, để tất cả con miền Nam thì ngày hôm nay không được thành công cho lắm cho tất cả con đây mọi người. Miền Nam thì ngày hôm nay trên cân thì không được thành công, 2662 thì không thành công. Ngày hôm qua con xin cho mọi người là đây mọi người 264 một chút nữa là thành công rồi, đây viết mọi người là 246 mới rồi quý con, nó bị lỗ mất rồi. Như vậy là trên cân này không được may mắn của đài miền Nam.
Còn những bà con mà chơi trong miền Nam, trong bên kia Zalo á, thì con cũng công khai cho mọi người luôn, thì rất là nhiều bà con luôn. Con có che hình ảnh của tất cả vì con rồi quý con. Con đã che hình ảnh của tất cả con rồi, cho nên là quý bà con chơi nó rất an tâm, an toàn cho mọi người luôn. Đây tất cả con này, đây là những bà con đã chơi trong Zalo của con, thì con cũng công khai cho mọi người. Rất nhiều bà con ngày hôm nay là chơi của đại thành phố Hồ Chí Minh. Đây mọi người, thành phố Hồ Chí Minh, mọi người đây tất cả con này. Thành phố Hồ Chí Minh đây mọi người, đây là chị Kim Liên, chị Liên, chị Liên ngày hôm nay này thầy nhận được cho con hai này, con gửi lộc cảm ơn thầy đã giúp vợ chồng con thì mọi người ngày hôm qua ngày hôm kia cũng rất là thành công. Con cũng xin chúc mừng tất cả con thì con đã nhận lễ cả nhà này, cả nhà chờ chúc con gửi lộc số. Dạ như qua đi thầy này, hôm nay thầy cho con đài thành phố là lúc 14:23 để quý con này, thì con cũng nhắc lại được cả nhà này. Thầy cho con lọc vé số như qua luôn thầy, thì ngày hôm qua lọc vé số thì thành công rất là tuyệt vời cho quý con, nhưng mà ngày hôm nay thì thử là con cũng không thận được để lọc vé số cho mọi người, thì con cũng đã nói rất là rõ ràng cho tất cả quý con rồi. Lọc vé số thì có ngày thận được có ngày không, chứ không phải là ngày nào cũng thận được cái lọc vé số chuẩn cho mọi người, tại vì là con xin cho mọi người, con thận cho mọi người là 10 ngày, nhưng mà con đi lọc vé số con chỉ thưởng cho mọi người chỉ được 7 ngày thôi, cho nên là khi nào được có lọc vé số thì con sẽ xin cho mọi người luôn để bà con chơi nó an tâm an toàn hơn. Thầy cho con lọc vé số như qua đi thầy này. Chồng con khen quá, thầy chồng con khen thầy quá trời này, nhờ thầy mà vợ chồng con bớt khổ, thầy giúp con nữa nhé thầy này. Thì con cũng bảo là được cả nhà này, cả nhà nhận lọc số. Dạ này, đây là lộc số của đài thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay ngày 14 tháng 9 này. Con viết rất rõ ràng cho mọi người thành phố Hồ Chí Minh ngày 14 tháng 9. À, con 57, thành công con 57 cho mọi người này. 57 có mọi người, cũng như là 57, 79 đều thành công cho mọi người luôn. 57, 79 cả cặp về thành công cho mọi người, cả cặp lô cũng như là cặp đá cho mọi người đều thành công luôn. Cũng như là ba cặp lô là 057 thành công luôn mọi người. Cái lộc con xin cho mọi người lộc chuẩn. Cả lộc vé số con cũng xin cho mọi người rất là chuẩn luôn, thì thật sự là các ngài rất là linh thiêng, đã giúp cho mọi người, nhiều bà con đã thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi khó khăn, bà con chơi bà con trả bớt nợ nần. Con xin chúc mừng tất cả quý con. Còn về phần đầu đuôi á, thì ngày hôm nay mọi người đầu đuôi ngày hôm nay chỉ thành công được con đuôi cho mọi người là con 17 thôi quý con, của đài thành phố Hồ Chí Minh này. Con 84 thì ngày hôm nay, con 79 thì ngày hôm nay là thành công bên đài Hậu Giang rồi. Như vậy là chỉ thành công được con đuôi là con 17 cho mọi người của đài thành phố Hồ Chí Minh thôi quý con. Như vậy cũng cái lộc cũng tuyệt vời cho mọi người rồi, tại vì đầu đuôi là con xin cho mọi người 4 số, thì ngày hôm nay thành công được một con là cũng tuyệt vời cho mọi người rồi. Còn là về ba càng lô cũng như là đây mọi người, con xin cho mọi người cũng rất ít số thôi, một con lô cũng là một cặp đá cho mọi người, cũng như là ba càng lô. Còn đầu đuôi thì bà con chơi thêm vào thành công cũng rất tuyệt vời luôn quý con, lộc rất chuẩn luôn, thì bà con chơi bà con trả bất nữa đâu này. Cảm ơn thầy này, vậy một đài phải không thầy này, vẫn một đài phải không thầy, nay có lộc vé số không thầy này, thì con cũng nhắn mọi người là nay con không thận được lộc vé số, thì mọi người nhắn trả đây mọi người, thì lúc con gửi cho mọi người là 14:30 tức là 2 giờ chiều với mọi người, thì tất cả khi con là nhận được cái lộc chuẩn để bà con chơi bà con trả bất nợ nần bất khó khăn. Bà con nào thật sự cần thiết cần nhờ con giúp nữa thì bà con gọi điện trực tiếp cũng như là nhắn tin cho con, con giúp cho mọi người vào chi Zalo của con để nhận lộc số hàng ngày, con giúp cho mọi người là 10 ngày lận chứ không phải là một hai ngày, cho nên là con cũng có thu cái lễ phí để mua đồ thắm lễ cũng như là mua những cái lộc vé số để chụp hình gửi cho mọi người, cho nên là bà con nào thật sự cần thiết thì bà con cứ liên hệ cho con. Như vậy là ngày hôm nay cũng lộc chuẩn cho tất cả của con rồi, còn bây giờ con sẽ xin cho tất cả con cái lộc ngày mai. Những quý bà con nào theo dõi kênh của con á, bà con xem video bà con hãy nhấn like thật nhiều, chia sẻ thật nhiều ra để cho nhiều người cùng nhau nhận lộc để bớt khó khăn bớt khổ. Và con cùng xin được cảm ơn ông tạ đen thần tà thổ địa thổ công thổ đất của các vị thần lại, thật sự là rất là may mắn và rất là tuyệt vời luôn. Còn thật sự là bây giờ thời gian cho quý con á, đây mọi người cái thời gian thì nó chưa chưa xuất hiện kết quả của miền Bắc, cho nên là con cũng không không so sánh được cho mọi người. Hiện tại thời gian bây giờ là 17:37, cho nên là con không không thể so sánh được kết quả của miền Bắc được. Nhưng mà quý bà con hãy đăng ký kênh, quý con đăng ký kênh để xem kết quả này. Miền Bắc thì con đã gửi cho mọi người trong Zalo cả ba miền luôn rồi,
Nhưng mà cây lục trung trung trên cân á thì bà con hãy xem có 2662 của đài miền Bắc không, tại vì con chờ bây giờ mà chờ kết quả của miền Bắc ra thì thử là rất là lâu luôn, cho nên là con cũng không so sánh cho mọi người được kết quả của miền Bắc. Bà con hãy đăng ký cân cũng như là xem kết quả là 2662, cũng như là ba cần lô, ba cần đề, ba cần chữ cũ này có về cho mọi người miền Bắc không. Còn mà trong Zalo thì con cũng đã gửi cho mọi người rồi, lục rất chuẩn của đài miền Bắc luôn, thì bà con nào chơi trong Zalo của con thì con đều gửi cho mọi người cả ba miền luôn, miền Nam, miền Trung cũng như là miền Bắc. Còn trên kênh thì bà con hãy đăng ký kênh cũng như like để mà xem miền Bắc hàng ngày mọi người ạ. Còn bây giờ con sẽ xin lục tất cả con cái lục chuẩn để bà con chơi trên kênh á, xin ông tà đen thần tà của địa linh thiêng để xin cái lục cho mọi người chơi cho ngày mai. Ngày mai một ngày nghỉ, một ngày lễ chủ nhật, cho nên là bà con nào thật sự cần thiết á, bà con cứ liên hệ cho con giúp cho mọi người, con cũng có thu cái lễ phí để giúp cho mọi người cái lục chuẩn nhất để bà con chơi nó an toàn, bà con trả bất nợ nần bất khó khăn. Thật sự là con cũng nói mọi người rồi, con rất là muốn giúp cho tất cả cái bà con luôn, tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam luôn, nhưng mà thật sự là thức người nó có giới hạn, với con bà con là xin lục riêng từng người một thì đó rất là dễ dàng để đúng đài đúng miền đúng số cũng như đúng chất lượng cho mọi người. Còn mà trên cân thì thật sự con cũng nói mọi người rồi, trên cân là cái lục tu nó tùy thuộc vào rất là nhiều yếu tố nữa, cho nên là nó rất là khó về cho quý bà con. Còn bà con là xin lục riêng thì lục chuẩn đúng đài đúng miền đúng số đúng chất lượng cho mọi người, chơi nó rất là an tâm và an toàn cho mọi người luôn, mọi người chơi trả nữa thì đúng là tuyệt vời luôn quý con. Còn bây giờ con sẽ xin lục mọi người cái lục chung cho mọi người tham khảo trên kênh thôi, cái lục chung mọi người, lục chung nó thật sự là có khi nó ăn có khi nó không ăn, cho nên là trên kênh này con không chắc ăn cho mọi người 100% được. Còn bà con mà chơi trong Zalo của con thì bà con cũng biết rồi, con giúp cho rất là nhiều bà con thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi khó khăn để bà con chơi, bà con trả bất nợ nần bất khó khăn. Còn bây giờ á, con sẽ xin luôn tất cả cho con cái lập chung để bà con tham khảo cái lập này ngày mai, hy vọng cũng sẽ có lập cho mọi người trên kênh. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin ông tà tận thần tà thổ địa thổ công thổ đất cùng các vị thần hãy ban pháp cho quý bà con theo dõi cái kênh của con, hy vọng ngày mai xem chơi trên kênh cũng có lộc. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật ạ, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin một cặp lô cặp số cặp tài cặp lộc để cho tất cả khi con theo dõi kênh của con ngày mai, hy vọng cũng sẽ có lộc có tài cho mọi người. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin cho mọi người đặt cặp là 18 và con 81 trong ngày mai được với con, 18 và con 81 rồi. Dạ một giờ con sẽ viết cho mọi người rất rõ ràng luôn, cặp 18 và con 81 trong ngày mai. Dạ ngày mai là chủ nhật. Chủ nhật ngày 15 với con, ngày 15 tháng 9. Dạ con xin cho mọi người được cặp cả 18 và cũng như là con 81 quý con. Để tất cả con, đây là cái lục con xin cho quý bà con trên kênh. Thì cái lục này á là cái lục trên kênh, lục chung, bà con hạn chế chơi thôi. Bà con nghiên trước cũng như là tham khảo trùng máu, trùng cầu, trét cầu, trét số thì bà con chơi. Còn những con số trên kênh thì con không chắc ăn cho quý bà con được. Còn tiếp tục con sẽ xin một con số nữa để con ghép thành ba càng lô, ba càng đề, ba càng chịu chủ cho quý con. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ con xin một con số nữa để con ghép thành ba càng lô, ba càng đề, ba càng chịu chủ. Xin ông tà, thần tà, thổ địa, thổ công, thổ đất cùng các vị thần. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật, con xin một con số nữa ạ. Dạ như vậy là con số 7 luôn quý con. Dạ con xin luôn là con càng 7 cho mọi người luôn quý con, càng 7 luôn. Dạ như vậy là ba càng chịu chủ cho ngày mai. Như vậy là 718 quý con, 781, 187. Đây là ba càng con xin như ba càng chịu chủ con xin của ba ba miền ngày mai với con, ba miền luôn, miền Nam, miền Trung cũng như là miền Bắc, con xin cho quý bà con trên kênh. Dạ con cũng xin được cảm ơn ông tà đen thần tà thổ địa thổ công thổ đất cùng các vị thần. Dạ đây là cây lộc ba càng chịu chủ, hy vọng ngày mai sẽ mang về lộc cho tất cả vị con trên kênh.
Dạ, như vậy là ngày hôm nay cũng có cái lộc cho tất cả con lộc chủng để bà con chơi và con trả bất nợ nần bất khó khăn rồi. Thì con cũng xin được cảm ơn ông tà đen thần tà thổ địa thổ công thổ đất cùng các vị thần. Thật sự là tất cả rất là linh thiêng luôn, đã giúp cho rất là nhiều bà con thoát khỏi nợ nần, thoát khỏi khó khăn. Thì con cũng xin kính chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con vào chiều ngày mai. Cũng mong là giúp được cho mọi người lộc lớn để bà con trả bớt nợ nần bớt khó khăn. Còn bà con nào thật sự cần thiết thì con cũng nhắn tất cả quý con rồi, cứ liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cũng như là qua Zalo của con quý con. Bà con không có bà con nhắn tin thôi, nhắn tin cũng như là gọi điện là con đã dẫn mọi người vào trong cái Zalo rồi. Còn mà cái Zalo này mà để trên kênh à, nhiều cái kênh nó hay đắt thật lắm, cho nên là không thể để cái Zalo trên kênh được, nó hay bị sập. Còn số điện thoại của con là 0876317 cũng như là 819. Còn bà con quét cái mã Zalo này, đây là cái Zalo của con, là bà con quét cái mã là nó sẽ vào Zalo luôn với con, quét cái mã là vào Zalo luôn, cho nên là rất là an toàn với con luôn. Bà con bấm dừng lại, bấm bấm dừng cái video lại, xong bà con quét cái mã là vào luôn. Chờ con xin chào tất cả, con hẹn gặp lại với con vào chiều ngày mai.